Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình Kênh Bếp Của Vợ sẽ ăn món chả giò. Nếu mà các anh chị thích chả giò và muốn làm một cái cách chế biến chả giò mới và thơm ngon hơn thì hãy theo dõi Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay với cái cách làm chả giò cho cái viền bánh nó giòn tan nha. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là nửa ký thịt bằm. Tiếp theo đó là 200g giá, một củ hành tây, một củ cà rốt và hành ngò, hành lá đó. Và một trái trứng gà và nấm tai mèo. Nấm mèo em đã ngâm cho nó mềm rồi nhé. Và sử dụng cái bánh tráng của Lotte nè. Cái bánh tráng gọt cuốn chả giò á. Ra là mình làm cái chả giò này là quan trọng cái bánh, nó rất là quan trọng nhé. Bây giờ thì thịt mình sẽ cho giá vô. Giá này thì Kênh Bếp Của Vợ đã rửa sạch rồi nha. Hành tây á, thì chúng ta sẽ xắt sợi, xắt muối cau mà thịt là mỏng nhé. Hành lá thì mình cũng sẽ xắt mỏng ra. Kênh Bếp Của Vợ sẽ rút ngắn lại cái thời gian để mình xắt những cái này trước để cho các anh chị coi cho nó nhanh ha. Và hầu như là Kênh Bếp Của Vợ chỉ chia sẻ cái cách làm thôi, còn các anh chị thích cho cái gì thì mình cũng có thể cho vô nhân nhé. Cũng có thể thay thế bằng su hào, cà rốt. Em cũng có thấy nhiều các anh chị làm bằng củ sắn nè. Cái đó là tùy thích mình nha. Do Kênh Bếp Của Vợ thích ăn theo kiểu có giá, có hành tây thì Kênh Bếp Của Vợ sẽ cho nha. Cho nhiều ít gì cái đó là tùy thích. Bây giờ nấm mèo thì mình sẽ cắt bỏ cuống và mình xắt sợi ra luôn. Cà rốt á, thì mình sẽ bào sợi ra. Kênh Bếp Của Vợ sử dụng cái bào tay này và mình bào ra cho nó nhanh. Bây giờ mình sẽ đập vô, bỏ vô một trái, một quả trứng và chúng ta sẽ tiến hành ướp gia vị. Kênh Bếp Của Vợ sẽ cho vô đây là nửa muỗng canh hạt nêm. Tiếp theo, nếu mà các anh chị ăn bột ngọt thì mình cho vô đây một xíu bột ngọt hoặc là một xíu muối nhé. Và 1/3 muỗng canh đường. Tiếp theo là nước mắm. Nước mắm thì Kênh Bếp Của Vợ sẽ cho vô đây là 1/3 muỗng canh nước mắm. Tiêu nhé, cho nó thơm. Mình sẽ đeo bao tay và mình trộn đều nhân lên với nhau. Phần nhân đã xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái sốt để mình
chiên cho cái vỏ bánh nó giòn. Đầu tiên thì mình sẽ cho vô đây là hai muỗng canh bia. Một, hai muỗng canh giấm ăn. Tiếp theo là nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì giúp cho cái vỏ bánh của mình nó xốp hơn. Nhưng mà nếu mà các anh chị không ăn nước cốt dừa thì mình không cho cũng không sao nha. Nhưng mà cái lưu ý dùm cho kênh bếp của vợ là cái phần nước cốt dừa này mình quét là mình làm bánh ăn trong ngày thôi, mình không được để qua đêm tại vì nó sẽ chua. Rồi mình cho vô đây hai muỗng canh nước cốt dừa. Và đây là nước màu nha, nước màu dừa. Nếu mà các anh chị không có nước màu dừa thì mình cũng có thể làm nước màu của mình. Kênh bếp của vợ cho vô đây cỡ khoảng 1/5 cái muỗng canh này và 1/5 muỗng canh đường luôn, đường vàng. Bây giờ thì cái hỗn hợp đã xong rồi đó các anh chị. Hoặc là các anh chị không cho giấm ăn cũng được. Khi mà mình cho quá nhiều giấm ăn, mình quét lên cái thành vỏ bánh đó, thì cái vỏ bánh của mình nó sẽ có vị hơi chua chua, là các anh chị lại không biết, anh chị lại cho nó là bị hư hoặc là ăn không ngon. Nên là mình cho giấm ít lại và mình quét cái lượng nước sốt ở trên cái vỏ bánh mỏng thôi nha, đủ để mình làm ướt cái vỏ bánh thôi. Đây là một trong những cái lưu ý mà kênh bếp của vợ mình có thể gia giảm và không thích cho gì cũng được, không sao cả. Đó, đây là những tất cả những cái nguyên liệu giúp cho cái vỏ bánh nó mềm, mình dễ cái cuốn cái chả giò. Thứ hai là sẽ giúp cho tạo cho giòn và xốp. Bây giờ thì mình sẽ quét và mình sẽ cho nhân vô. Gấp cái mép lại, mình cho nhân vô sát cái góc và mình gấp hai cái mép vô và chúng ta cứ cuốn như vậy thôi. Cuốn như thế nào thì các anh chị có thể cuốn theo sở thích của mình nha. Nhưng mà cuốn làm sao cho nó chắc tay một tí. Và cuối cùng thì lấy một ít nước hỗn hợp vừa nãy mình làm và cho nó dính cái bánh lại. Vậy là mình đã cuốn xong được cái chả giò rồi đó. Cứ như vậy chúng ta sẽ làm cho tới khi nào mà hết cái số bánh mình làm là được. Và sau một lúc thì kênh bếp của vợ đã được bằng đây cái chả giò. Bây giờ thì chúng ta sẽ để đây, hoặc là các anh chị cũng có thể chiên ngay, còn không thì mình bỏ vô tủ lạnh nha. Bỏ vô tủ lạnh thì cái nhiệt độ lạnh nó sẽ giúp cho cái vỏ bánh của chúng ta nó giòn hơn nữa. Trong lúc đợi cái chả giò nó lạnh trong tủ lạnh thì chúng ta đã chuẩn bị rau rồi đây, gồm có rau cải cuộn nè, rau thơm, tất cả các loại rau thơm và dưa leo. Mình thích ăn gì đó, mình ăn rau gì mình cho rau đó thôi, không có tùy thuộc. Và bây giờ thì kênh bếp của vợ sẽ chuẩn bị hơn nửa chén nước và sẽ cho vô đây là hai muỗng canh đường, tầm 2-3 muỗng canh nước cốt chanh nha, để mình làm nước mắm. Đánh tan cho đường nó tan ra. Tiếp theo thì mình đã cho nước mắm vô. Nước mắm thì các anh chị cho từ 3-4 muỗng canh nước mắm. Kênh bếp của vợ cho 4 muỗng canh nước mắm nha. Và mình nêm thử lại coi nó đã có vị mặn, ngọt và vị chua chưa. Nếu mà nó chưa có cái vị gì nổi trội thì chúng ta sẽ cho thêm nha. Hoặc là các anh chị muốn ăn đậm đà thì có thể cho thêm nước mắm, thích ăn chua thì cho thêm chanh. Vậy thôi. Tại vì kênh bếp của vợ thì hầu như là cũng là một bà nội trợ tại gia thôi. Nên là mình chia sẻ tất cả những cái món ăn gia đình mình làm.
Nên là nếu mà các anh chị có cái cách nào chế biến ngon hơn và lạ hơn, hoặc là những cái món ăn nào đó, thì có thể chia sẻ cho kênh Bếp Của Vợ để kênh Bếp Của Vợ có thể nấu được nhiều món ngon hơn cho gia đình mình nha. Và cho tỏi và ớt vô, rau chúng ta sẽ đi rửa. Vậy là xong phần rau và nước mắm nhé. Quay lại thì cái nem, cái chả giò của chúng ta nó đã bắt đầu lạnh rồi, thì chúng ta sẽ cho vô chiên. Và khi mà chiên thì mình phải chiên trên lửa dầu cực kỳ nóng nha các anh chị nhé. Đó, và cứ như vậy chúng ta chiên chiên trên lửa lớn, dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ hạ lửa nhỏ xuống và chiên tới khi nào cái vỏ bánh của mình nó giòn và nó chín đều thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài nha. Bây giờ thì kênh bếp của vợ sẽ lấy ra cho nó thấm dầu. Cái này thì chúng ta có thể ăn chung, ăn không hoặc là ăn chung với bún cũng rất là ngon nhé. Đây là những cái chả giò đã được chiên và tiến hành chiên cho hết nhé. Bây giờ thì kênh Bếp Của Vợ sẽ bày ra đĩa và bố trí ăn, mời các anh chị thưởng thức cùng với kênh Bếp Của Vợ nhé. Và đây là thành phẩm của chúng ta vào bếp từ nãy giờ. Các anh chị có thấy video của kênh Bếp Của Vợ chia sẻ ngày hôm nay thật là hữu ích và ngon miệng không ạ? Có giống những bữa ăn của gia đình mình không? Nếu mà các anh chị cảm thấy thích thì hãy cho kênh Bếp Của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Rồi, kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.